mời các bạn xem một cái biểu tượng linh Johnny để các bạn có thể thấy đếm thử và thử có bao nhiêu cái bầu vú tất cả ở đây 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 cái bầu vú. Hai, bốn, sáu, tám, mười, mười hai, mười bốn, mười bốn cái bầu vú. Mười bốn cái bầu vú. Đây. Hai, bốn, sáu, tám, mười, mười hai, mười bốn cái bầu vú ở đây. Rồi, rất hoành tráng, mười bốn cái. Mười bốn cái bầu vú. Tượng trưng cho sức sống của người phụ nữ. Người chăm là người ta theo chế độ mộc hệ, đàn ông là phải theo đàn bà, lấy vợ xong là phải về theo nhà vợ, cho nên là cái biểu tượng của phụ nữ ở trong văn hóa của người chăm thì rất rất mạnh liệt, rất lớn. Rất đẹp, rất tuyệt vời. Các bạn có thể thấy đây, đây là một người phụ nữ. Các bạn có muốn vuốt ve hoặc nắn bóp nào không? Xin mời hãy đến với làng gốm Bầu Cúc để tự các bạn trải nghiệm điều đó.